đồng. Đó, ông bơm cái này đồng mua lại cả bà nè. Chẳng biết chẳng béo à. À. Chết đấy là chuyện nó nặng không? À, chết đấy là chuyện nó nặng. Thôi, hay là... Cho bà lên mạng luôn, cho đắt hàng. Hả? Bán vé số đây, mua vé số cho chị xinh quá này. Hả? Xinh quá, cho lên mạng để bán vé số. Thôi đổi bữa mai ở đâu? Sao lại mày ấm hồng? Bố đâu? Bố chết rồi. Mẹ đâu? Chết rồi. Bố chết hết rồi. Chết hết rồi, một con rồi. Sao kỳ vậy? Có 2 năm bà lại ở với chị. Có vợ chưa? Có vợ rồi, thôi rồi. Chị cứ vợ cho rồi, thôi rồi. Tao có bình thường không? Bệnh. Tao lấy vợ cho vợ nó bỏ đi mất rồi. Cái con vợ vừa rồi đâu rồi? Nó bỏ em hay em bỏ nó? Nó bỏ em. Sao nó nói với chị là nó bỏ à, em bỏ nó? Nó bỏ em. Thì à? Tao muốn lấy vợ không? Muốn chứ. Già lấy vợ là già hay vợ trẻ? Vừa thôi à.
Hôm nay bình yên nhỉ, tay bắt giò xong cầm bánh ngủ.